Nếu Slenderman cùng vợ đi học trong Play Together. Buồn ngủ quá. Thôi mà ráng đi. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học mà, cho nên là đi sớm một tí không có sao hết á. Giờ này qua ngủ vợ mình đi học nè, mà không biết là dậy chưa nữa. Em ơi, dậy chưa? Ui, thấy nhà mở đèn nè. Chắc là dậy rồi. Em ơi, dậy chưa đi học nè? Đợi em tí đây. Đợi gì nữa? Trời ơi, lần nào tới cũng phải đợi hết á. Thôi, để vô coi coi bả đang làm cái gì mà lần nào tới cũng đợi á ta. Ủa, bả đâu ta? Giờ phải đợi nữa hả? Wow, nhà đẹp dữ ta. Ý, con gà, trời gà ơi gà. Con gà hiếm nè. Ủa mà đâu tiêu rồi. Em ơi, em đâu rồi? Em đang ở đâu vậy? Trong phòng. Phòng nào? Ở dưới hay trên lầu? Ở dưới nè. Ở dưới này hả? Ở dưới tầng hầm có ai đâu? Không, em ở dưới. Thấy rồi, thấy cửa phòng rồi, để chạy vô. Mà làm gì trong đó vậy? Em đang chuẩn bị. Trời ơi, các bạn nhìn kìa, vợ của mình, bả điệu kìa. Dạ, điệu hả? Ủa, chứ gì nữa, người ta đi học mà ngồi là trang điểm làm gì vậy? Trời, dậy lo đi học đi nè, trễ giờ bây giờ. Cho nó đẹp. Rồi, xong rồi, anh ra đi nha, anh đứng ngoài đây đợi đó. Ui, mà khoan. Phòng đẹp dữ ta. Trời, có kệ sách đồ nè, để quà đồ dữ. Rồi có tủ đồ nữa kìa. Ui, có giường nữa chứ. Ui, có bàn làm việc chơi game đồ dữ ta. Để lên ngồi thử coi. Trời ơi, lo trang điểm đi kìa chứ sao hoài. Ui, bàn này được á. Wow. Thôi đi ra ngoài đợi nha. Anh ra ngoài đợi á. Đi học anh ơi. Ôi, từ, hôm nay chúng ta là học sinh, cho nên là đi học nó cũng phải đúng chắc học sinh. Đó là chúng ta sẽ đi xe đạp chứ không có đi siêu xe nha. Em có xe đạp không? Em có mà em biết đi. Gì, không biết đi hả? Anh tập cho. Bây giờ lấy giấy xe đạp em ra. Ra ngoài đường, đứng đây. Rồi, ra ngoài đây anh tập cho, có gì đâu mà không biết đi. Rồi, chuẩn bị nha. Bây giờ là anh dịnh cho em. Trời ơi, lái xe mà cái tay uống dữ người ta, giống mua quạt dữ. Rồi, bây giờ nè, anh dịnh cho em chạy từ từ thôi nha. Rồi, được chưa? Rồi, quanh Chu Chi đi nè, đi từ từ thôi. Đi, chạy đi, anh dịnh cho, đừng có lo. Dạ. Rồi, chạy, đó, anh đang dịnh nè, em cứ đi đi. Ê, em ơi, rồi xong luôn rồi. Vợ mình ngắt xỉu con đà điểu rồi. Chắc đợt này là mình tèo. Ui, vợ mình tỉnh kìa. Có đâu, tập xe là phải gọi là dịnh, xong rồi lúc mà em chạy được thì anh thả ra, ai ngờ em lủi vô cái vách tường nhà người ta, tôi đi ra đây hư vách tường người ta bây giờ. Trời, giờ sao ta? À, xe buýt, chúng ta là học sinh phải đi xe buýt em ơi, hợp lý không? Hợp lý anh ơi. Rồi, đi, chạy dí theo xe buýt, chú ơi, dừng lại, không dừng rồi em ơi, mình nhảy đường nhảy, chú thấy ghét quá chứ không dừng lại, lên xe, yeah. Cuối cùng cũng lên xe rồi. Thôi bây giờ là tranh thủ tới trường ăn sáng rồi vô học nữa đó em. Đã quá em ơi. Lần đầu tiên. Đúng rồi, lần đầu tiên được đi xe buýt mà ngồi ở trên mui đó em. Cái chỗ này là xe buýt 2 tầng nha, chứ không phải là mình ngồi trên nóc xe đâu nha. Ui mà mình được đứng cái bộ xương nữa nè. Làm điệu nhảy kìa em ơi. Điệu nhảy cha 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 lô la la cantina. Yeah. Rồi, ơi mà gần tới trường rồi kìa. Tới trường kìa em ơi. Tới trường rồi. Nhưng mà bây giờ á, anh nói bụng quá à. Bây giờ sao đây? Dạ anh ăn gì? Mình ăn sáng cho lẹ rồi mình đi học nữa. Ngon. Trời, sáng em ăn gì vậy? Ăn trứng ốp la hả? Anh ăn đùi gà nè. Ngon. Bí phèo đâu giờ, người ta đẹp trai sao muối rồi. Ê, tới giờ vô học rồi kìa. Trời ơi, nhanh em, tới giờ vô học rồi. Nhanh lên. Trời ơi, chảy giờ rồi nè. Nhanh lên. Ui, bây giờ là qua đường, nhìn đường. Rồi, đi. Lẹ, vô trường. Dạ, em chào thầy. Đó, nhớ đến lớp trước khi lớp học bắt đầu kìa, nghe thầy nói chưa? Cố gắng đạt được điểm cao đó. Vô. Rồi, vô lẹ. Mới lẹ lên, tiết học đầu tiên kìa. Nhanh lên. Vô nhanh lên, chảy giờ bị phạt đó. Ngày đầu tiên đi học phải đúng giờ. Nhanh, vô ngồi ghế cái anh nè. Anh ngồi đâu? Đây, anh ngồi đây nè. Vô. Rồi, chuẩn bị. Bài học đầu tiên đó là chọn màu xanh. Rồi anh chọn màu đen rồi. Ui, gần hết giờ rồi. Màu vàng là màu xanh. Màu vàng. Rồi bây giờ là anh sẽ cố gắng học giỏi cho em coi nè. Màu đen, em phải chọn đúng cái màu với cái màu chữ á, chứ đừng có chọn theo cái tên. Rồi màu đen là màu xanh nè. Đó, màu đỏ nè. Rồi màu đen nè. Rồi màu vàng nè. Đấy, màu xanh nè. Đấy, màu đỏ nè. Màu đen nè.
Wow, màu đỏ nè. Ui, hết nhiêu rồi. Em được nhiêu điểm? Từ từ đấy, coi coi được nhiêu điểm. Ui, sao hồi hộp. Ê, em D, anh D cộng nè. Hơn em được một tí. Nói cho em biết nha, hồi nãy anh điểm D cộng là do anh vô trễ thôi. Chứ nói cho em biết, ở trong cái trường này á, anh được mệnh danh là đẹp trai và học giỏi nhất trường đó nha. Tôi nổ quá đi. Làm gì nổ? Giỏi mà điểm D cộng. D cộng là vô trễ rồi. Trời, tới giờ nấu ăn rồi kìa. Em không tin á thì em coi lại cái clip anh đi học đi, em sẽ thấy. Tới giờ nấu ăn rồi nè, đi theo anh. Nhanh lên. Ui, cái giờ nấu ăn này chắc em là học giỏi lắm nha, em con gái mà. Ui, người ta nấu ăn quá trời. Em vô đây, đi Thanh. Vô đây, em đây. Rồi em đằng trước anh đi, anh đằng sau nè. Thấy không? Rồi, vô, chuẩn bị nấu ăn nè. Trời, tới giờ rồi, bắt đầu rồi, người ta đang nấu kìa. Bây giờ là chọn theo màu đó em. Chọn theo màu á, chọn đúng cái màu nha. Rồi, nhanh lên, ui, anh hơi bị rồ luôn á. Cho em coi nè, rồi, ngon, ơi, ngon. Đấy rồi nè, ơi. Em đã về được gì không? Trời, em quá cùi luôn, sao bằng anh được. Nhìn nè, anh sẽ chứng minh cho em thấy anh là học sinh giỏi nhất trường. Ủa, sai mất tiêu rồi, vừa nổ xong nổ, cái sai. Nổ, cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Đấy, bớt phạch nè, đấy, thấy chưa? Gáy cái gì mà gáy. Ui, em làm anh nó tập trung quá nè. Thầy thấy gì nè, thấy em không? Rồi, em được bao nhiêu điểm rồi mà em nói. Để xem coi lát ai điểm hơn ai. Đấy, ai điểm hơn ai. Ngày đầu tiên đi học mà gọi là thách thức học sinh gọi là giỏi nhất trường hả? Được. Để học sinh giỏi nhất trường thể hiện cho thấy nè. Đâu rồi, đấy, này. Ủa lộn rồi, ở này, này, 1, 2, 3 nè. Đấy, trời ơi. Ghê. Ủa sai rồi. Bình tĩnh. Cứ bình tĩnh, cái gì rồi nó cũng phải bình tĩnh. Đấy, trời ơi, hai trái nè. Trời ơi. Rồi bây giờ là bánh hamburger. Em đã hết bánh hamburger cho hết tiết rồi. Em được điểm gì? Để từ từ coi, để điểm gì. Anh là điểm C. Anh gì? Anh điểm C. Em điểm gì? C cộng. Ôi, mình đua. Ủa thì coi như là hòa thôi. Ôi, bây giờ đi ăn trưa em ơi. Đi ăn trưa thôi. Mua đồ không? Mua đồ ăn không? Em có đem theo đồ ăn không? Có, em đem theo đồ ăn. Em đem ăn hả? Vậy anh không có. Bây giờ anh đi mua nè. Bây giờ á là anh đang mua. Ở đây có bánh sandwich nè với bánh burger. Em lại ngồi bàn trước đi rồi anh tới. Rồi, ngồi bàn đi. Rồi bây giờ á là có burger nè. Rồi. Rồi được rồi. Bây giờ là đến giờ em đâu, em lựa bàn nào đâu rồi? Em đây. Đâu rồi? Đây. À đây rồi. Em có bánh không? Em lấy bánh đi. Ừ, khoan, có nước nữa kìa. Có nước kìa. Đây có nước nè, em muốn nước không? Ở đây có nước suối nè, có Coca-Cola với nước cam ép nè. À, em thích nước cam ép. Vô. Rồi, anh mua nước cam ép nha. Rồi, em thích nước cam ép đúng không? Mua đi. Rồi nhanh, ăn trưa chỉ có một tí thôi em ơi, không có lâu đâu. Rồi mọi người uống nước nha. Hai chồng mình cùng uống đây. Wow, công nhận đã thiệt các em ơi. Đấy, mình ngồi đây mình chịu khó mình để. Mà nước cam ép uống ngon mà. Anh thích nước cam ép á. Đấy, bạn kia bí phèo bạn ăn ghê không? Bỏ ghê. Ăn hết sạch luôn, ghê đi chứ. Rửa mặt cái, ăn xong rửa mặt cái. Anh ơi, tới giờ đi học nữa rồi kìa. Ủa, từ từ, để rửa mặt cái. Rồi, đi. Rồi, tới giờ về đây. Tinh học em ơi. Ôi, cái môn này anh giỏi. Lẹ lên, trễ giờ kìa, em không thấy hả? Nhanh lên em ơi, còn đứng đó đợi cái gì nữa. Ui, nhanh. Rồi, lên bàn đầu em. Bàn đầu tiên, rồi, giống rồi. Đấy, rồi bây giờ là bấm chữ theo cái kia em ơi. Bấm đi, ai sẽ là người giỏi nhất đây? Nãy giờ hai chồng mình hòa rồi đó. Hòa nha, lần này ai giỏi nhất nè. Anh là chuyên gia về mấy cái này rồi, anh bấm nhanh lắm. Đấy, tay nhanh hơn não mà. À. Rồi. Nổ gì mà nổ? H O M E nè. Đấy, đọc tiếng Việt luôn. S E S A F E nè. Vô duyên quá, người ta đọc để người ta bấm cho nó lẹ mà. Không cho hả? Làm ta mất phân tâm mà. Trời, thiệt tình luôn á, giờ thôi không đọc nữa. Em rồi. Mà rớt là em bất đền nữa chứ, đang dạ hả? Rồi tập trung đi, nói nhiều quá là không được đâu. Anh bài 11 rồi đó, em bài mấy rồi? Em đến bài mấy rồi? Rồi, đó, rồi. Biết em đâu có tập trung được. Thôi, bây giờ anh giỏi hơn em là chắc rồi. Còn có mười mấy giây đó em, cố lên em, cố lên. Trời ơi, học là chúng ta phải giỏi cùng nhau chứ. Có thể đọc lên đây, em bấm cho nhanh lẹ luôn cũng được nữa. Cố lên em. U E mà, ôi hết giờ rồi. Em được nhiêu điểm? Chưa. Ui. C cộng. Ui, nhìn anh kìa, anh lên bảng luôn kìa, em thấy chưa, anh được điểm B đó. Ai anh á? Học giỏi nhất trường là anh chứ ai. Rồi giờ giải lao rồi, bây giờ mình ra đây mình chơi thôi em ơi. Đi. Ra đây mình đi chơi thôi. Ui mà trong đây, ơi khoan, mình tham quan cái phòng máy tính này đi em, từ từ. Đừng ra ngoài đây, phòng máy tính nãy giờ mình đang học nè, đi quay lại. Ui em vô đây. Ui em.
mấy cái bộ máy tính này đẹp ghê luôn á. Đẹp ha. Đẹp. Cái này mà người ta có bán á, mình mua về nhà mình để cũng được á ha. Wow, được đó chứ bộ. Trời wow, ơi. Quá. Đấy, quá dữ luôn. Thôi mình đi ra ngoài đi. Đi 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 đi. Đi ra ngoài đi. Bây giờ hết giờ rồi, bây giờ làm gì học được nữa. Đi 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 lẹ đi. Ui, tới giờ toán luôn kìa. Lo chém gió học toán. Ui cái này chắc em giỏi lắm nè. Học toán. Ui cái này căng nè, vô ghế ngồi nè. 4 cộng 2 bằng 42. Ủa đúng không ta? Lớp 42 đi. Ủa, đúng rồi, mình chọn 6. Lộn, từ từ, người ta đang rối. 7 cộng 5, 7 cộng 5 mười mấy ta? Bi rồi, rồi mười mấy, 12. Cặp bi bài. Lỡ liếc qua có một cái à, có cặp bi đâu. Mệt ghê, 5 nhân là 25, 25, 9. Ui, hạng nhất luôn, ghê chưa. Thấy gì chưa, 29. Không, ui, không biết mày đạt. Rồi, 3, 4, 12, 12 chữ 5 bằng bao nhiêu? Bao nhiêu bằng nhiêu em? Bằng 7. Trời ơi, rung quá mà. Ui, em hạng 2 luôn hả? Ghê hả? 9 cộng 5 bằng nhiêu? 9 cộng 5, 13. Wow. Em ở dưới anh kìa, em hạng 6 kìa. Rồi, không sao, tập trung đi, tập trung đi. Rồi, 12. Wow, hạng 2 luôn. Chuẩn chưa? Anh giỏi lắm á, giả bộ coi liếc liếc qua coi em sao, phản ứng sao thôi mà đánh người ta luôn. Quyết tình, ủa cái này dữ. Trời, 42, ủa không đúng, 40 hay phải, 40, ui cái này nhìn rối luôn em. Nhiều quá đúng. Rồi, 74, 28 đúng không, trừ cho, ủa không phải, 74 nhiêu em, 23, ủa không phải, trời ơi 29. Rồi anh làm em không chọn được. Rồi hết giờ luôn, xong. Xong luôn. Xong luôn. Tiếp teo luôn. Rồi em được nhiêu điểm? B. Anh B cộng này hơn em cũng có một tí à. Tiếp teo luôn. Ui thiệt tình á. Các bạn vợ SDM gì kìa. Nãy giờ tôi để ý là làm bài gặp copy nhiều lắm á nha. Đó, cho nên là tôi phạt ngồi đó. Phạt. Sao dám đánh thầy à? Hổ mà. Mới mà dám mà. quên mình là học sinh mà quên. Sorry nha bạn. Rồi đi tiếp tục tiết thứ 5 kìa. Nhanh lên. Nói hình vẽ kìa. Trời ơi. Không có đùa đâu. Nhanh. Tại vì trễ giờ là chúng ta sẽ bị lỗ người ta. Đó. Nhanh đi theo anh nhanh lên em. Cố lên nhanh lên. Coi chừng người ta ngồi hết bàn là mình không có bàn để học luôn á, chứ đừng có giỡn. Đó, cho nên là đừng có rồi nhanh lên, trời tới giờ rồi kìa. Em vô. Lên em đâu rồi, em đâu rồi. Lên bàn đầu, lên bàn đầu nè. Ngồi với hai bạn này nè, ngồi bạn khủng long nè. Rồi vô bạn khủng long đó, rồi vô. Rồi chuẩn bị nha. Nói hình vẽ là sao? Nói theo cái hình đó em. Màu nào ra màu đó. Cố lên em ơi. Cái này dễ mà đúng không? Dễ. Rồi, wow, cái này là chúng ta sẽ nói theo cái hình nè. Rồi, cố lên. Ủa sao bị gì vậy? Anh bị gì rồi? Ủa khoan. Không phải anh bị gì mà là do anh làm sai. Má, rồi. Anh mất con xăm luôn. Đó nữa, đổ thừa nữa rồi đó. Cái gì nữa? Liên quan gì đâu. Thôi. Đang làm mà làm em nhìn luôn. Rồi tập trung. Sorry. Được chưa? Sorry bạn nha. Rồi, bây giờ cái này sao ta? Ui cái này căng à. Wow, cái này căng hết giờ luôn rồi. Em được bao nhiêu điểm? Để coi. Trời ơi, anh B cộng. Ui em thua anh nữa kìa. Ôi hết giờ đây. Bản thành tích nè, lấy ra solo. Hả? À, em được nhiêu đâu? Rồi thư viện em được nhiêu điểm? D. Anh D cộng. Rồi anh hơn em, được chưa? Nấu ăn em được nhiêu điểm? C cộng. Anh C, anh thua em, được chưa? Tinh học được nhiêu điểm? C cộng hả? À, anh B hơn em một tí, được chưa? Ừ. Toán nè, thằng Đồng nè. Được nhiêu? D. Anh B cộng. Dễ thằng đồng ra. Toán học mà. Rồi nói hình vẽ em được gì? B cộng, em được sai cộng đúng không? Anh B cộng vậy là anh hơn em. Vậy mà nói là hả, học giỏi lắm. Đã nói rồi, từ đầu anh nói là anh là thằng đồng mà không nghe. Rồi tất cả lớp học đã kết thúc rồi, bây giờ đi về thôi. Buồn quá à. Sao anh buồn? Thì sáng hôm nay nè, tụi mình đi học, nói chung là điểm anh thấp quá, anh không dám về luôn á, sợ ba mẹ la. Thì mới ngày học đầu tiên mà, bữa sau mình học tốt. Ừ, dù sao thì cũng là ngày học đầu tiên mà, lần sau tụi mình sẽ học tốt hơn. Đó, lần đầu tiên mà đi học mà cũng được điểm B cộng là gần được điểm A rồi đó. B cộng là hình như cũng được 7-8 điểm rồi chứ giỡn. Ừ, vậy là cũng được rồi. Cũng được. Ừ, thôi bây giờ mình đi xe buýt về thôi, phải vui lên mới được. Ừ. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video này. Và nếu hay đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ. Cùng với đó sẽ bạn cao bấm vô bên cao nếu các bạn là fan chân chính muốn hộ mình nha. Rồi thôi, chúng ta đừng buồn nữa. Dù sao thì điểm thấp thì chúng ta lần sau chúng ta học giỏi hơn là được điểm cao thôi.
thôi đó mà. Rồi thôi, bây giờ thì cùng điệu nhảy cha 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 và chào các bạn nào. Điệu nhảy cha cha cha, Ola la Canada, Argentina. Rồi và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Bye bye.